Dạ vâng, cửa hàng em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em. Thưa quý vị các bác cùng anh em, ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày mùng 1. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng âm lịch. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong đầu tháng mới này, em chân thành gửi lời kính chúc ân ái tới toàn thể quý vị, các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc và đặc biệt là các bác luôn ủng hộ cho kênh bán hàng của em và cũng luôn đồng thời theo dõi kênh bán hàng của em. Kính chúc quý vị, các bác, các anh em chúng ta một tháng mới dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an và luôn luôn may mắn trong công việc. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video ngày hôm nay, em sẽ bán đôi loa này lấy may. Thưa quý vị, các bác cùng anh em chúng ta lấy may nhé. Và đôi loa này duy nhất bán trong ngày hôm nay, còn ngày mai sẽ trở về giá cũ. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, đôi loa Kenwood Model NS990 Class AD sử dụng cấu hình loa 3 đường tiếng, 1 bát 30, 1 trung đôm, 1 tép đôm. Cái loa bát 30 màng carbon da rắn gân mút, 1 lỗ thông hơi, dòng này củ gung đúc cực kỳ gấu và loa rất lặng. Và dòng này là một dòng nghe đa thể loại nhạc và đồng thời quý vị các bác anh em chúng ta hát hò karaoke trong gia đình của chúng ta rất là hay. Đôi loa này là một đôi loa nghe hay, trưng bày cũng đẹp các bác nha. Và đôi loa này trong video này đó xuất sắc, đẹp keng xà beng, thật sự mà nói rất đẹp. Và đặc biệt sự phối ghép trong video clip ngày hôm nay thì có một con âm ly, đó là con âm ly Bühner A008. Hôm nay em lại về thêm tiếp được một con. Hôm nọ có một con đã vào trong khu vực phía Nam rồi nha. Cảm ơn bác. Và nguồn phát là Solidat 57S giá 5,8 triệu, mặt vàng chanh hai hồi gỗ trên cái tấm biển đi xuống. Bây giờ mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với ba sản phẩm này. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, quý vị các bác các anh em chúng ta rất dễ nhận diện và đôi loa. Thì bên này ngay đầu clip thì em Tiến đã bỏ cái e căng của một bên và đậy một bên e căng. Thì đôi loa này là một đôi loa sử dụng thùng gỗ nặng nhá. Sử dụng thùng gỗ nặng, màu của nó là cái màu nho chín. Và cái e căng là e căng toàn thân nhựa nguyên khối anh em nhá. Đôi loa này có chiều cao là 68, một chiều cao số lục phát rất đẹp, rộng 33, rộng chiều cao là 68 này, chiều rộng là 35,5, chiều sâu là 32, giá 9,8 triệu. Giá này là giá bán lấy lộc trong ngày hôm nay, thưa quý vị các bác anh em chúng ta. Và đôi loa này thì giá trên thị trường nó tầm độ khoảng cơ gần 11 triệu rồi, trên 11 triệu rồi, có người bán trên 12 triệu vân vân và vân vân. Thì đôi loa này là một đôi loa Kenwood Model NS990 Class AD các bác nha. Thì đôi loa có công suất là 200W trên một thân thùng loa nhé, trở kháng 6 ohm, hàng made in Japan. Đẹp keng luôn, xuất sắc luôn nhá. Đẹp không có chỗ chê. Đôi loa quá đẹp, quá xuất sắc. Trong video trước em đã giới thiệu rất kỹ về đôi loa này. Quá đẹp, quá xuất sắc, đúng không ạ? Quá chỉnh tu luôn. Không có điểm gì để chê trên đôi loa này cả. Và cũng chưa lau chùi nha các bác nhá. Em chưa lau chùi, chưa vệ sinh đâu. Nếu lau chùi vệ sinh nó còn bóng bẩy hơn thế này rất nhiều. Và thưa quý vị các bác anh em chúng ta, đây là nguồn phát trước đầu Solidat 57ES chuyên nghiệp để giải mã, dòng giải mã high-end rất cao cấp các bác nha. Dòng này em bán quá nhiều rồi, em Tiến bán quá nhiều rồi, chất âm của nó đẳng cấp cực kỳ hay. Chúng ta muốn có bộ dàn âm thanh hay trong gia đình chúng ta thì chúng ta cần phải có nguồn phát sạch sẽ và hay đã các bác nha. Nguồn phát chiếm tới 30% trong một bộ dàn âm thanh của chúng ta, nó chiếm độ hay 30% các bác nha. Solidat 57ES mặt vàng chanh hai gỗ hai bên, giá 5,8 triệu các bác nha. Điện 100V, công suất là xuất ra là 24W các bác nhá. Và đây là chiếc âm ly Bühner Model là A008, chạy 8 xò sắt, công suất 210W các bác nhá. Đẳng cấp, nặng như cối đa lỗ. Bühner Model A008 chạy 8 xò sắt nhá. Đã có rất nhiều clip em mở ruột em âm ly này ra và cũng như người khác. Giá của chiếc âm ly này là 5,2 triệu, cũng là buôn bán để lấy lộc các bác nhá. Bán để lấy lọc chiếc âm ly Bühner Model là A008 giá 5,2 triệu trong ngày hôm nay, ngày mai sẽ trở về 5,5 triệu. Và chiếc âm ly Luckman Model NV103 giá trong ngày hôm nay cũng là 5,2 triệu các bác nha. Mọi ngày vẫn bán 5,5 triệu. Và chiếc âm ly Boston Audio PA3.9 25 mã, chiếc âm ly này có giá 6 triệu đồng các bác nha. 6 triệu đồng chiếc âm ly này, âm ly xịn sò của Hàn Quốc
chúng ta nghe hát karaoke nhạc cực kỳ hay. Và bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với buổi test âm thanh. Mọi chi tiết quý vị các bác anh em chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với em Tiến bằng số điện thoại 0966 603 183. Giờ này thời tiết thay đổi nên là giọng rất khàn, các bác thấy à, em nói có đoạn này mà hãm giọng tới bao lần. Giọng rất khàn các bác nha, mong quý vị các bác anh em thật thông cảm cho. Và bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với sản phẩm loa Kenwood Model NS990 Class AD đã giới thiệu. Để mời các bác nghe nhạc nhé. Còn trong đôi mắt đỏ
vì mình 16 giờ bỏ chơi đần bơ vơ. Còn trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ chơi đần bơ vơ. Dạ vâng, chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị các bác cùng anh em. Vậy là trong video này, quý vị các bác các anh em chúng ta đã được thẩm âm qua chất âm một đôi loa. Quả thật mà nói bát rất lực, tép và trung cực kỳ lẩy, đúng không ạ? Dòng này nghe đa thể loại nhạc karaoke cực kỳ hay. Em báo giá lại đôi loa Kenwood Modern RS990 Class AD giá 9.800.000 và phối hợp với lại chiếc âm ni Bühler Modern A008 chạy 8 sò sắt, công suất 210W, điện 100V, mặt phay trắng, tính từ cái tấm biển đi xuống, vừa giới thiệu rất kỹ. Đó là chiếc âm ni có giá 5.200.000, nguồn phát là Solidat 57S giá 5.800.000. Cảm ơn quý vị các bác các anh em chúng ta rất là nhiều.